you make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà đẹp diện tích to, ngang 5, sâu vào 18m, thiết kế một trệt một lửng 2 lầu, tọa lạc tại trục đường Huỳnh Thị Hai thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha. Nằm ngay bên hông của Ủy ban Nhân dân phường Tân Chánh Hiệp, rất là gần với ngã tư đường Huỳnh Thị Hai và đường Tân Chánh Hiệp 10 nha, nay đổi tên thành đường Trần Thị Năm. Căn nhà mình thì gần với Đại học Giao thông Vận tải 2 nha anh chị. Căn nhà diện tích to, ngang 5, dài 18m, giá bán chỉ có hơn 5 tỷ đồng thôi, 5 tỷ XX thôi. Với hướng chính Bắc, phù với những anh chị cô bác nào theo phong thủy là Đông Tứ Trạch. Thiết kế theo mẫu nhà tân cổ điển với cột tròn mái thái phía bên trên, ngang 5m, cực kỳ rộng, cực kỳ thoáng mát luôn nha mọi người. Đường trước nhà là con đường rộng 5m, nằm trong khu nhà hiện hữu, đường cụt xe hơi anh chị chạy ngủ trong nhà thoải mái luôn. Đường 5m rất ok luôn nha quý vị, xe hơi chạy phà đấy, con đường rất là ok luôn nha mọi người. Và chúng ta cùng nhà đất Bá Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh, bên trong có cửa cuốn nha. Khoảng sân thì dài phải được tầm 2m rưỡi, gần 3m, anh chị đậu thoải mái tầm 5-7 chiếc xe máy phía bên ngoài. Bên trong thì chúng ta có tủ giày dép nó bảo hiểm, tường được ốp gạch lên tường khoảng tầm 1m2. Hai bên thì được dán giấy ăn tường, trên có đèn chùm để led thạch cao. Ngang 5, sâu vào 18m, một cái diện tích vô cùng rộng rãi, thoáng mát và khủng khiếp nha. Với giá bán của em nó rất là ngon bổ rẻ, chỉ có 5 tỷ 950 triệu đồng. Anh chị sở hữu ngay một căn siêu phẩm nhà đẹp, xe hơi ngủ trong nhà thoải mái, trệt lửng và tới 2 lầu, 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh. Chúng ta có khu vực giặt, sân thượng sau giặt phơi đồ. Căn nhà rất là rộng, rất là to luôn. Đấy, gara đậu thoải mái, hai em ô tô nha. Ngang 5, dài 17m, cực kỳ là thoáng mát, rộng rãi luôn nha quý anh chị. Nhà nằm ngay tại trục đường Huỳnh Thị Hai thuộc phường Tân Chánh Hiệp, gần với Đại học Giao thông Vận tải quận 12 và di chuyển về Ủy ban Nhân dân phường Tân Chánh Hiệp cũng như là khu vực đường Tố Ký rất là gần. Bên này anh chị sẽ có tủ rượu này. Cầu thang thì được ốp đá hoa cương, đúc rộng lên phải tới tầm gần được 1m95 phân. Trụ và tay vịn là gỗ cam xe và kính cường lực dày 10 ly. Phòng bếp thì sẽ được tặng lại bộ bàn ăn 6 ghế với tủ bếp gỗ an cường, trên có quạt trần tích hợp với đèn và chạy đèn led thạch cao đầy đủ. Căn nhà rất là sang luôn, có tặng nội thất trong nhà, rất sang trọng, rất đẹp và giá thành cực kỳ hợp lý, chỉ có 5 tỷ 950 triệu đồng thôi. Một cái diện tích vô cùng to nha anh chị. Phía sau sẽ có giếng trời và nhà vệ sinh. Căn nhà diện tích rất là to, nằm dài tới 18m, giá cực kỳ ngon, chỉ có 5 tỷ 950 thôi, hẻm xe hơi 5m. Đấy, anh chị cô bác nào quan tâm đến căn nhà này thì gọi ngay và luôn về tới nhà đất Bá Hưng. Xem video hãy nhớ thả like, bấm chuông và đăng ký kênh nha anh chị. Căn nhà quá chi là đẹp, mát quá chi là sang trọng rồi. Xây mới, nhà hướng chính Bắc nha anh chị. Chúng ta cùng em di chuyển lên không gian tầng lửng nhé. Tầng lửng sẽ được thiết kế làm không gian phòng khách. Cầu thang đúc gần được 1m, rất là rộng. Trên này có tặng làm cây phát tài núi, ốp gạch trắng gạch 80, có kệ tivi, sofa. Trên thì được làm trần thạch cao, đèn led. Đấy, có quạt trần, tủ rượu phía bên trong.
cửa sổ ra đằng sau. Một căn nhà quá rộng dài, quá thoáng mát luôn, ngang 5 mét to tướng chả vá lửa. Giá thì hợp lý, quá là ngon, bổ rẻ nha anh chị. Chỉ có 5 tỷ 950 triệu đồng thôi. Mọi người xem video nhớ thả like, bấm chuông và đăng ký kênh nha. Có nhận xét gì về căn nhà này, chúng ta chưa thoải mái bình luận xuống dưới video. Căn nhà rất là sang luôn nha anh chị. Xây mới hoàn toàn năm 2024, sổ hồng riêng. Hoàn công sổ sách thì đuối rồi. Trệt lửng 2 lầu, 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh. Chúng ta cùng em di chuyển lên khu vực lầu 1. Phòng nhà mình thì rất là to và rộng nha. Do nhà diện tích lớn, nằm dài tới 18 mét. Trên này thì có cửa gỗ cắm xe. Đấy, phòng thì trang trí giường, tủ kệ tivi, nệm, ga giường, có rèm cửa luôn. Trên được đóng thạch cao và chạy đèn chùm đèn led đầy đủ hết rồi. Tủ quần áo rất là to nha. Phòng cực kỳ rộng nha anh chị. Rất rộng rãi luôn. Đấy, phòng rất là rộng nha. Giường 1m8. Bên ngoài có ban công đúc ra 1m2. Trồng cây xanh. Khu vực toilet ở đây thì bồn cầu khối đấy, trang trí rất là đẹp, rất là sang luôn. Phía sau đây là phòng ngủ số 2 nha. Phòng ngủ số 2 của chúng ta thì cũng đã được bố trí giường 1m8 kèm với bàn trang điểm, kệ tivi, tủ quần áo, có cửa sổ ra phía sau, rèm cửa đầy đủ hết luôn. Một căn nhà quá chi là đẹp, quá chi là sang. Phòng ngủ to và rộng. Bên đây sẽ là không gian toilet. Toilet riêng từng phòng nhé. Và sen thuyền, bồn cầu khối, lavabo rửa mặt. Tủ rất là to rộng nha. Giường nệm 1m8 đầy đủ hết rồi. Anh chị cô bác nào muốn sở hữu căn nhà diện tích to này, hãy gọi ngay về tới nhà đặt Bá Hưng. Xem video nhớ thả like nha anh chị. Và di chuyển lên trên lầu 2. Chúng ta sẽ đến với phòng số 3 và số 4 nha. Trên đây thì có cửa cam xe đầy đủ hết luôn. Đấy, trang trí rất là đẹp luôn. Phòng này thì cũng có đầy đủ nội thất hết luôn. Phòng ngủ rộng, có cửa sổ phía sau, rèm cửa đầy đủ. Phòng rất là to, giường, tủ, kệ tivi có hết rồi. Anh chị chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Một căn nhà cực kỳ đẹp, có tranh treo tường. Và tường được dán trên tường. Phía sau thì sẽ là khu vực phòng giặt sân phơi. Ở đây thì là khung sắt, là mái hết rồi. Đấy, căn nhà quá đẹp, đẹp, quá sang, quá đẳng cấp. Phía bên đây sẽ là không gian phòng số 4. Trên này thì hai phòng dùng chung vệ sinh nha. Đây, nhà vệ sinh to, vòi inox trắng, bồn cầu khối, đầy đủ hết luôn. Phòng số 4 này thì đang để trống. Nhà nào muốn làm phòng ngủ cũng được, muốn làm phòng thờ cũng được nha. Quá đẹp, quá sang luôn. Và video của Bá Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.